Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 2 đến 16 giờ ngày 27 tháng 2, cả nước ghi nhận 86.990 ca nhiễm mới. Ngoài ra, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 ca nhiễm mới. Như vậy, tổng số ca nhiễm được công bố là 101,828 ca. Thông tin về 101,828 ca nhiễm vừa được công bố như sau: 24 ca nhập cảnh, 86.966 ca ghi nhận trong nước gồm Hà Nội 11.517, Quảng Ninh 5.997, Lạng Sơn 4.960, Hưng Yên 3.225, Bắc Ninh 3.037, Nghệ An 2.941, Nam Định 2.764, Vĩnh Phúc 2.758, Phú Thọ 2.565, Sơn La 2.509, Tuyên Quang 2.350, Hòa Bình 2.298, Lào Cai 2.272, Hải Dương 2.226, Hải Phòng 2.114, Ninh Bình 2.031, Đắk Lắk 2.012, Bắc Giang 1.999, Yên Bái 1.994, Thành phố Hồ Chí Minh 1.969, Thái Bình 1.733, Hà Giang 1.708, Thái Nguyên 1.496, Quảng Bình 1.351, Khánh Hòa 1.260, Cao Bằng 1.141, Bình Phước 1.118, Điện Biên 1.118, Bình Định 1.048, Đà Nẵng 978, Thanh Hóa 859, Gia Lai 846, Hà Nam 818, Bình Dương 799, Quảng Trị 757, Phú Yên 749, Hà Tĩnh 742, Lâm Đồng 702, Bà Rịa Vũng Tàu 669, Cà Mau 547, Đắk Nông 512, Quảng Nam 462, Quảng Ngãi 258, Tây Ninh 241, Bình Thuận 221, Thừa Thiên Huế 205, Bến Tre 202, Kon Tum 199, Bạc Liêu 143, Vĩnh Long 135, Đồng Nai 79, Kiên Giang 78, Trà Vinh 73, Long An 58, Cần Thơ 50, An Giang 27, Ninh Thuận 18, Đồng Tháp 11, Hậu Giang 6, Tiền Giang 6, Bắc Cạn 5. Ngày 27 tháng 2 năm 2022, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.321.005 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 35.866 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.411.912 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.190 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 ghi nhận 94 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 2, Hà Nội 17, Nam Định 7, Bắc Giang 5, Bình Định 5, Thanh Hóa 5, Ninh Bình 4, Quảng Bình 4, Bạc Liêu 3, Bình Thuận 3, Đà Nẵng 3, Kiên Giang 3 ca trong 02 ngày, Lào Cai 3, Phú Thọ 3, Quảng Ninh 3, Thái Nguyên 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bắc Ninh 2, Gia Lai 2, Lâm Đồng 2 ca trong 02 ngày, Quảng Ngãi 2, Bình Dương 1, Cà Mau 1, Đắk Nông 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Hà Tĩnh 1, Hải Dương 1, Hòa Bình 1, Quảng Trị 1, Tây Ninh 1, Trà Vinh 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.144 ca.